Nhà vườn Oanh Trung kính chào các cô bác, các anh chị và các bạn ạ. Hôm nay em giới thiệu với cô bác, anh chị và các bạn xem kênh cây na sầu riêng, cây nhỡ. Cây này 2 năm tuổi rồi, đường kính gốc được 2,5 đến 3 cm. Và chiều cao cây thì hiện tại nhà em đang hạ tán để còn 1,3 m đến 1,5 m. Na sầu riêng là một loại na có nguồn gốc xuất xứ từ Đài Loan. Quả thì khá là to, quả bé nhất cũng phải được 1 cân và quả lớn nhất được hơn 2 cân nha các bác nhé. Na sầu riêng thì quả rất là to. Na sầu riêng thì nhận dạng qua lá rất là dễ dàng. Trong tất cả các loại na thì có na sầu riêng một mình lá nó một kiểu, cho nên nếu cô bác anh chị và các bạn mua cây giống na sầu riêng thì mình có thể nhận biết rất là dễ. Lá nó mọc vòng quanh thân mà không theo một cái chiều hướng nào cả. Bình thường thì đối với tất cả các loại na cũng như là nhiều loại cây thì lá thường thì mọc hai bên hình xương cá và so le nhau. Riêng cái na sầu riêng này thì lá mọc không theo một cái chiều hướng nào cả, mà có thể là nó mọc rất là linh tinh. Có những cái nách lá thì có hai lá trên cùng một nách lá luôn. Rất dễ dàng nhận biết. Đối với cái cây mà em đang quay này thì đang bắt đầu có hoa rồi nha các bác nhé. Cô bác anh chị và các bạn trồng cái cây này thì mình chỉ vài tháng là có thể bói quả rồi. Cây khá là đẹp. Cây này thì nhà em hạ tán nhưng mà để hơi cao một chút. Nếu cô bác anh chị và các bạn trồng cái loại này thì mình nên hạ thêm tán một chút nữa. Đối với na thì hàng năm sau mỗi lần thu hoạch thì cô bác anh chị và các bạn phải cắt tỉa cành để làm hoa làm quả cho vụ mới. Vì thế mà na các bác càng chịu khó cắt tỉa thoáng cây thì cây sau này cái quả sẽ càng đẹp và quả to ạ. Mùa quả na sầu riêng chín là sau mùa na thái nha các bác nhé. Hiện tại thì đang là mùa quả na thái chín này. Và tầm một tháng nữa là có quả na sầu riêng chín. Nói chung là nó không trùng vụ nhau, cho nên đối với na sầu riêng thì rất là được giá, quả cực kỳ được giá nha các bác nhé. Lúc đó thì trong tất cả các loại na thì hết mùa rồi, chỉ còn mỗi na sầu riêng nữa thôi. Tại vì na sầu riêng là làm quả sau, đặc biệt là na sầu riêng thì sẽ có quả rải rác 2 đến 3 lần trong năm. Rải rác 2 đến 3 lần trong năm nha các bác nhé. Tết cũng vẫn có na, bình thường là Tết là không có na đâu ạ. Nhưng mà na sầu riêng thì có là thể làm quả để bán vào đợt Tết được. Tùy theo cái vùng đất mà cô bác anh chị và các bạn trồng, và tùy theo cái thời điểm mà cô bác anh chị và các bạn cắt cành thì mình có thể làm quả theo ý mình ạ. Na sầu riêng này là một loại na cực kỳ dễ làm quả. Cô bác anh chị và các bạn không cần thụ phấn thì nó vẫn đậu quả bình thường. Còn nếu các bác trồng số lượng lớn theo mô hình ấy thì cô bác anh chị và các bạn nên thụ phấn nhé. Đối với tất cả các loại cây chứ không riêng gì na đâu ạ. Đối với tất cả các loại cây ăn trái thì cô bác anh chị và các bạn thụ phấn được ấy, thì cái trái cây của mình nó sẽ rất là to đẹp. Và đặc biệt là khi mà mình thụ phấn được ấy thì cái quả của mình nó rất là chất lượng luôn. Còn nếu cô bác anh chị và các bạn trồng một vài cây chỉ để ở nhà ăn quả thì các bác không thụ phấn cũng được, nó vẫn đậu quả bình thường. Tuy nhiên là cái quả của nó sẽ không đạt như là mình thụ phấn được thôi. Nhà em có cả cây giống nhé các bác nhé. Năm nay thì nhà em có tất cả các loại giống na đều ghép tại miền Bắc. Na đều ghép tại miền Bắc ạ. Na thì có na kim cương, na sầu riêng, na dứa, na vàng Nam Mỹ và na đỏ. Na đỏ thì có na đỏ Úc nha các bác nhé. Na đỏ Úc là một loại na mà quả đỏ, vỏ đỏ rất là đẹp. Na vàng Nam Mỹ cũng thế. Tất cả các giống na thì nhà em đều có sẵn. Cô bác anh chị và các bạn cần cây giống na nào thì mọi người cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại trên màn hình nhé. Hoặc là cô bác anh chị và các bạn trồng những cái cây lỡ như thế này ấy thì các bác cũng cứ gọi số điện thoại, em sẽ tư vấn cụ thể ạ. Cây lỡ thì chỉ có na dứa này, na thái và na sầu riêng này thôi. Còn na vàng, na đỏ thì không có cây lỡ đâu ạ. Na vàng thì có, còn na đỏ thì hiện tại thì hết rồi. Nhà vườn em có cung cấp tất cả các loại cây giống ăn trái trong nước cũng như là cây nhập khẩu, cây công trình, cây bóng mát. Cô bác anh chị và các bạn cần loại nào thì mọi người gọi
qua số điện thoại em trên màn hình em tư vấn trực tiếp ạ. Em xin phép được dừng video tại đây. Chúc cô bác, anh chị và các bạn xem kênh vui vẻ ạ.